Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn một kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 754 Phật thuyết vị tằng hữu nhân duyên kinh, há dịch đời tiêu tề sa môn thích đàm cảnh quyển thượng. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo tôn giả Mục Kiền Liên, ông hãy đến thành Ca Thị La phấn an sức khỏe phụ thân ta là Diệt Đầu Đàn Vương, dị mẫu Ba Xà Ba Đề cùng thúc phụ thứ ba là Học Phạn Vương. Nhân đó ông an ủi khuyến dụ Gia Thâu Đà La, mẹ của La Hầu La, để bà dứt bỏ sự yêu thương quyến luyến cho La Hầu La làm sa di tu tập thánh đạo. Vì sao? Vì mẹ con yêu thương vui sướng chỉ trong chốc lát. Đến khi chết bị đọa vào địa ngục, mẹ con không thể biết được nhau, tối tăm mù mịt, vĩnh viễn ly biệt, chịu muôn ngàn khổ não, sau hối hận cũng không kịp. Khi nào La Hầu La tu đắc đạo sẽ trở về độ mẹ, dứt hẳn nguồn gốc sinh già bệnh chết, đạt đến niết bàn giống như ta ngày nay. Tôn giả Mục Liên vâng lệnh điền nhập thiền định, giống như lực sĩ giữa cánh tay, chỉ trong khoảnh khắc đã đến thành Ca Tỳ La, gặp Tịnh Phạn Vương. Tôn giả Mục Liên thưa: Thế Tôn ân cần hỏi thăm vua đi đứng có nhẹ nhàng không, khi là có an ổn không? Và Thế Tôn hỏi thăm đại phu nhân Ba Xà Ba Đề cùng thúc phụ thứ ba là Học Phạn Vương cũng như vậy. Khi ấy nghe Phật sai sứ đến chỗ vua cha, chưa biết ý gì, Gia Thâu Đà La sai tỳ nữ đến dự la tin tức. Tỳ nữ trở về thưa: Thế Tôn sai sứ đến xin cho La Hầu La được độ làm sa di. Nghe tin này, Gia Thâu Đà La dắt La Hầu La lên lầu cao, ra lệnh tất cả giám quan đóng chặt các cửa lại thật chắc chắn. Bây giờ Tôn giả Mục Liên đã đến cửa cung nhưng không thể vào được, lại không có người dẫn lối. Tôn giả liền dùng thần lực bay lên lầu cao đến trước chỗ Gia Thâu Đà La ngồi. Thế Tôn giả Mục Liên đến, Gia Thâu Đà La vui buồn lẫn lộn, bất đắc dĩ mới đứng dậy cung kính lễ bái thăm hỏi. Làng lội đường sẽ đến đây, Tôn giả có mệt nhọc không? Bà đã lệnh trải tòa, thỉnh Tôn giả Mục Liên ngồi và hỏi: Thế Tôn ra sao? Giáo hóa chúng sinh có khổ nhọc cho tinh thần không? Thế Tôn sai thượng nhân đến đây, chắc là có việc gì? Tôn giả Mục Liên thưa: Thái tử La Hầu La đã 9 tuổi rồi, xin công chúa hãy nên cho xuất gia tu học tánh đạo. Vì sao? Vì mẹ con yêu thương vui vẻ chỉ trong thời gian ngắn, một mai qua đời bị đọa vào ba đường ác, ân ái biệt ly, tối thân mù mịt, mẹ không biết con không biết mẹ. La Hầu La đắc đạo sẽ về độ mẹ, vĩnh viễn xa lìa ưu hoạn nơi sinh dạ bệnh chết, chứng được niết bàn giống như Đức Phật ngày nay. Gia Thâu Đà La trả lời: Như Lai Thích Ca khi còn thái tử đã cưới tôi làm vợ, tôi phụng thờ thái tử giống như thờ thiên thần, chẳng có lỗi gì cả. Vợ chồng ở với nhau chưa đầy 3 năm, thái tử lại lìa bỏ năm dục, vượt cung thành trốn đến vương điền. Dù đích thân sai thân tới đón về, nhưng thái tử trái lệnh không chịu theo, ngược lại sai Sa Nạt cưỡi ngựa trắng trở về, quyết định thề tu đắc đạo sẽ trở về. Mặc áo gia nai giống như người không trí, ẩn trong núi rừng khổ hạnh 6 năm. Khi thành Phật trở về nước đều không muốn gặp người thân. Thái tử quên đi ân cũ, quá hơn người đi đường, xa lìa cha mẹ, ký thác nơi quê người, để cho mẹ con tôi cô quạnh khổ đau, không còn muốn sống, chỉ muốn chết mà thôi. Mạng người rất quý, không thể tự hủy hoại, ôm trong lòng bao oán hận, ráng giữ tánh mạng. Tuy sống với loài người nhưng không bằng loài vật, là họa trong họa, để đâu có điều như thế sao? Đây lại sai sứ muốn xin cho tôi, cho con tôi để làm quyến thuộc cho mình, sao ác như thế? Thái tử thành đạo tự nói là từ bi, đạo từ bi phải làm cho chúng sinh an lạc. Đây lại khiến ly biệt mẹ con người ta, khổ nhất trong các khổ không gì bằng khổ vì ân ái biệt ly. Như vậy xét cho cùng là có từ bi không? Gia Thâu Đà La nói với Tôn giả Mục Liên: Tôn giả hãy trở về trình bày tất cả những gì tôi đã nói. Bây giờ Tôn giả Mục Liên dùng mọi cách, mọi nhân duyên để khuyên giảng, nó đi nói lại 3 lần, nhưng Gia Thâu Đà La nhất định không nghe. Tôn giả Mục Liên xin cáo lui, rồi trở về chỗ vua Tịnh Phạn kể hết việc như trên. Nghe như vậy, vua kêu phu nhân Ba Xà Ba Đề nói: Tất đạt con sai
ta sai tôn giả Mục Liên đến đón La Vân để xuất gia tu học thánh pháp. Nhân gia Thâu Đà La, người đàn bà ngu tối chưa hiểu được pháp yếu, tâm cứ cố chấp, trói chặt trong ân ái, không chịu buông xả, khanh có thể đến khuyên can cô ấy lần nữa để cô ta được tỉnh ngộ. Phu nhân liền dẫn theo 500 thanh y đến cung của Gia Thâu Đà La, dùng mọi phương tiện tuyển y khuyên bảo 3 lần như vậy, nhưng Gia Thâu Đà La vẫn cứ không nghe. Lại thưa với phu nhân, khi con còn ở nhà, tám vua tám nước đều tranh nhau đến để cầu kiến, nhưng cha mẹ không chịu. Vì sao? Vì thái tử Tất Đạt tài nghệ hơn người, cho nên cha mẹ đem con gả cho thái tử. Lúc đó nếu thái tử biết mình không ở thế gian, muốn xuất gia học đạo, tại sao ân cần khổ nhọc tìm con làm gì? Phu nhân cưới dâu chính là ân tốt, tu tập vui mừng, buông đời tương thừa, con cháu nối tiếp nhau để nối dõi tông đường là chánh lễ ở đời. Thái tử đã đi rồi là muốn xin La Hầu La được xuất gia, đoàn tiệc dòng giống của đất nước là nghĩa lý gì? Nghe nói như vậy, hoàng hậu im lặng không biết nêu bày gì nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền sai hóa nhân ở trên không nói xuống: Này Gia Thâu Đà La, nàng hãy nhớ tưởng lại đời quá khứ có thề nguyện gì không? Như Lai Thích Ca lúc đó thành hành đạo Bồ Tát, nàng dùng 500 tiền vàng để mua 5 cành hoa sen dâng lên Phật Định Quang. Thời ấy nàng sinh ta đời đời sinh ra cùng làm vợ chồng. Ta không muốn nhận để nói với nàng, ta là Bồ Tát, đã qua nhiều đời nguyện bố thí tất cả không nghịch ý người. Nếu nàng có thể thực hành được như vậy thì sẽ làm vợ ta. Nàng lập thệ nguyện đời đời sinh đến đâu, vợ con, cả nước và cả thân của tôi đều có thể đem bố thí tùy chỗ thích hợp, thề không có tâm hối tiếc. Nay vì sao lại thương tiếc La Hầu La không cho xuất gia học thánh đạo? Nghe như vậy, Gia Thâu Đà La hốt nhiên nhớ lại nhân duyên của hành nghiệp thời quá khứ, mọi việc đều rõ ràng như vừa thấy hôm qua, tình duyên ái con tự nhiên tiêu mất. Gia Thâu Đà La sai người gọi tôn giả Mục Liên đến, xin sám hối, xin lỗi, nắm tay La Hầu La giao cho tôn giả Mục Liên. Từ biệt con, Gia Thâu Đà La nước mắt đầm đìa, thấy mẹ buồn khổ, La Hầu La quỳ chắp tay từ tạ mẹ: Xin mẹ chớ có buồn đau, La Hầu La này đến hầu hạ Thế Tôn rồi sẽ trở về, nếu con mình là gặp nhau. Bây giờ vô tình phạm bố an ủi Gia Thâu Đà La để nàng vui vẻ, tức thời cho triệu tập các hàng tộc trong nước đến cung vua báo mang: Con của Kim Luân Vương nay sẽ đến nước già Xá Bà Đề để theo Phật Thế Tôn xuất gia học đạo, phiền các khanh mỗi vị hãy cho một đứa con để theo cháu ta. Mọi người đều vâng lệnh phụng mạng đại vương. Trong chốc lát đã có 50 người tập hợp đi theo La Hầu La đến chỗ Đức Thế Tôn, đồng mặt đảnh lễ. Đức Phật sai tôn giả A Nan cạo tóc cho La Hầu La và 50 người theo La Hầu La. Các công tôn vương tử đều xuất gia cả. Đức Phật ra lệnh tôn giả sẽ là Phật làm hòa thượng, tôn giả Đại Mục Kiền Liên là A Sa Lê cho trao cho 10 giới pháp làm sa di. La Hầu La còn thơ dại, thích vui chơi, kiêu ngạo, ham chuyện đùa giỡn, không muốn nghe pháp. Đức Phật luôn dạy bảo nhưng La Hầu La không tuân theo, không biết làm thế nào được. Lúc đó vua Ba Tư Nặc nước Xá Bà nghe La Hầu La con của Phật xuất gia làm sa di, liền cùng với các quần thần, phu nhân, thái tử, hậu cung, thệ nữ, Bà La Môn cư sĩ cung kính vây quanh. Vừa sáng sớm cả đoàn đi đến chỗ Phật lễ bái, thăm hỏi và thăm sa di La Hầu La con của Phật. Mọi người ngồi qua một bên nghe Phật thuyết pháp. Vua và quần thần kiêu ngạo quen thuộc cuộc sống sung sướng nên ngồi không chịu nổi để nghe Phật thuyết pháp. Họ muốn xin lui trở về, biết vua mới ngộ tính căn chưa vững. Đức Thế Tôn muốn mở bài dẫn dắt cho vua và đám quần thần nhằm đem lại lợi ích nên bảo tôn giả A Nan: Ông hãy đến mời Sa Di La Hầu La cùng quyến thuộc của chú ta hãy lại đây để nghe Phật thuyết pháp. Tôn giả A Nan đi mời, trong chốc lát tất cả đều vân tập đầy đủ. Đức Phật nói với vua: Hãy đợi một chốc lát để nghe Như Lai thuyết pháp. Vua chắp tay thưa: Nay thân này của con đã tập theo sự sung sướng lâu rồi nên không thể ngồi nổi, xin Thế Tôn rủ lòng thương lượng thứ. Phật nói đây không phải là khổ. Vì sao? Vì thân vua đời trước đã gieo trồng phước đức nên hay được làm vua, luôn ở nơi cung sâu buông thả theo năm dục, ra vào có tùy tùng chẳng không chạm đất,
sao gọi là khổ. Khổ trong ba cõi không gì bằng các khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các khổ như thế vẫn như thế trước đã từng nói rồi. Đức Phật dạy là vâng. Phật ra đời khó gặp, pháp Phật khó được nghe, mà người khó bảo tồn, chứng đạo cũng khó. Con nay đã được làm thân người, là gặp Phật, có gì là luôn luôn không chịu nghe pháp. Đức Phật bạch Phật, Bà Thế Tôn, pháp Phật sâu xa nhập hồn niệm, con còn nhỏ, ý thô làm sao có thể nghe tạo pháp của Thế Tôn. Trước đây con đã nghe nhiều lần, nhưng lại quên mất hết, khổ nhọc tinh thần, không nắm được một điều gì. Hơn nữa, nếu con tuổi nhỏ, hãy để tâm ý tự do, đến khi nào tuổi lớn, con sẽ tự mình thọ nhận giải pháp. Phật dạy La Vân, vạn vật vô thường, thân cũng khó bảo tồn, con có thể giữ thân mạng mình đến khi tuổi lớn chăng? La Vân thưa Bạch Thế Tôn, La Vân không thể giữ được, nhưng Phật lẽ nào không thể bảo tồn thân mạng cho con sao? Đức Phật bảo La Vân, ta hãy còn không thể tự giữ mạng mình, thì làm sao giữ được mạng của con? La Vân bạch Phật, nghe pháp đã khổ nhọc là không được đắc đạo, thì công sức nghe pháp có ích lợi gì? Đức Phật bảo, công lần nghe pháp dù thân đời này không đắc đạo, nhưng có thọ thân trong năm đường cũng không được nhiều lợi ích. Như ta đã nói đời ở trước, trí tuệ bát nhã cũng gọi là cam lồ, cũng gọi là liều thuốc hay, cũng gọi là cầu cống, cũng gọi là thuyền lớn. Con không nghe sao? La Vân thưa Bạch Thế Tôn, con có nghe khi ấy Vua Ba Tư Nặc quỳ chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, trí tuệ bát nhã có bốn tên gọi, nghĩa của nó như thế nào? Xin Phật thương xót nói cho con nghe. Đức Phật nói với vua, nếu muốn nghe thì vua hãy dốc tâm nghe cho kỹ, ta nay sẽ giảng nói. Đức Phật nói, ta nhớ lại vô số kiếp về đời quá khứ, trong núi Đồ Đà, ở nước Tỳ Ma Đại có con chồn hoang bị sư tử đuổi bắt muốn ăn thịt. Chồn hoang hoảng hồn chạy trốn, rớt xuống một cái giếng lớn không thể ra được. Đã qua ba ngày, tâm khai mở về sự chết mà nói kệ. Họa thay nay bị khổ bức bách, nên sẽ bỏ mạng nơi giếng này. Tất cả vạn vật đều vô thường, hận không đem thân giao sư tử, kêu gào lành chi tội nguy thân, tham tiếc thân mạng chết vô ích. Vô ích mà chết còn đáng hận, huống chi để thân nhơ bẩn nước. Nam mô sám hối thập phương Phật. Chứng tri tâm con tịnh vô cùng, đời trước đã tạo tội ba nghiệp, nguyện đời này thân trả cho xong. Tiêu trừ các tội tịnh ba nghiệp, chuyên tâm bất động nghĩ chân chánh, ra đời luôn gặp bậc minh sư, như pháp tu hành mau thành Phật. Trời đã thích được nghe tên Phật, bỗng nhiên long dựng nhớ Phật xưa. Tự nghĩ thân cô không thầy dẫn, tham đắm năm dục tự nhận chìm, không thể thoát ra ngục ân ái, tuy duy xót xa lệ tuôn rơi. Tức thời chư thiên tán vạn chúng bay xuống đến giếng muốn hỏi thăm, bèn thấy trồn hoa ở đáy giếng, hai tay níu đất không ra được. Vua trời lại tự nghĩ suy nói, thánh nhân ứng hiện đủ mọi cách, ta nay tuy thấy tướng trồn hoang, chắc chắn Bồ Tát chẳng phải thường, ta nên hỏi rõ để quyết nghi và khiến chư thiên được nghe pháp. Thì Đức Thích nói, từ lâu không được nghe thánh giáo, luôn ở tối tâm không thầy dẫn, lời ngài vừa nêu chẳng phải thường, xin vị chư thiên nói giáo pháp. Khi ấy trồn hoang ngẩng đầu nói, ông là thiên đế không học thức, không biết lễ nghi rất kiêu si, pháp sư ở dưới mình đứng trên, họ giáo pháp không biết cung kính. Nước pháp thanh tịnh cứu được người, muốn nghe giáo pháp sao cao ngạo. Nghe vậy Đức Thích rất hổ thẹn, chư thiên đi theo ngạc nhiên cười. Thì vương ra lệnh không tội chết, nhưng bị xấu hổ rất đáng thương. Tức thời Đức Thích bảo chư thiên, việc này cho lấy làm kinh ngạc, vì tam vô tối làm không hợp, ác phải cần nghe pháp giải thoát. Tức thời đưa áo trời quỳ xuống, rồi lấy chuồng hoang lên khỏi giếng, chắp tay xin lỗi làm không đúng, cúi đầu sám hối xin chỉ dạy. Chư thiên đúng như lời thầy dạy, bị năm dục trói đất hoang mê, do không gặp minh sư dẫn dắt, chỉ dạy khổ lạc thường vô thường. Chư thiên bày thức ăn cam lồ, trồn hoang được ăn tiếp tục uống tục sống, trong họa được phước ngoài ý muốn, lòng sung sướng an vui vô lượng. Khi đó trồn hoang tự nghĩ, trong đường súc sinh không loài gì xấu xí khốn khổ bằng loài trồn hoang, nhưng nhờ năng lực của trí tuệ mà được như vậy. Là người thân mẹ tàn phế, vốn không có gì đáng yêu mến để nói là vui sướng, còn vui mừng là nhờ khí hóa thông suốt mà thôi.
Chư thiên vô tố này, đồ nhờ Bà Đế Thích trước kia đã có chút vi tròn trí tuệ, nên cùng nhau đến đây để muốn nghe Pháp. Trường Hoan lại tự khen: Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay, có sự an ủi nào bằng, là nhờ giáo hóa thông suốt nên trở lại trở thành công đức của mình. Trường Hoan lại nghĩ: Ân ngày nay đều cho Tông Sư Hòa Thượng của ta từ bi thương xót dạy, trao trí tuệ phương tiện công đức. Nam mô Diệu Lực Nơi Thầy Ta, Nam mô Thầy Ta Nam mô Bát Nhã, Nam mô Bát Nhã. Dù lại mất hạnh sinh trong đường ác, vẫn biết thân bạn kiếp trước, biết về nghiệp duyên của mình, lực của Bát Nhã có thể tạo cảm ứng khiến dư thiên giáng thần xuống để tiếp tế cúng dường, lại được thần thông biến hóa mở rộng tâm nhỏ nho của ta. Khi ấy thì Đức Thích nói với chư thiên: Như thầy nói, nhất định sẽ thuyết pháp. Nay chúng tôi đến đây thích đạt được lợi ích, xin mọi người hãy cúi đầu đảnh lễ chân thành thỉnh thầy thuyết pháp. Mọi người đều vâng dạ, rồi cung kính trực áo vai bên phải về quan Trường Hoan, quỳ dài chắp tay đồng nói kệ: Lành thay, may thay, hòa thượng Giả Can xin thầy thuyết pháp khai hóa trời người. Trời người tối tâm bị năm dục trói, luôn sợ hết phước vô thường biến đổi, chết đọa đường ác, muốn khổ nạn sâu. Từ xưa đến nay mấy vạn ức năm, nay mới được gặp ruộng phước tốt tươi, xin vui lòng thương nên chỉ giáo pháp. Trời người được phước, chúng sinh cũng phải, nguyện cùng hòa thượng mà mãi gặp nhau, để thành Phật đạo thường tạo nhân duyên. Người sáng khó gặp nên lập thề nguyện. Lúc quá Trường Hoan thấy các vị trời ân cần khuyến tỉnh, ưa thích nghe pháp nên càng thêm vui mừng, rồi nói với vua trời: Tôi nhớ lại thời xưa từng thấy người đời, ai muốn nghe pháp thì trước hết phải trải tòa cao, trang nghiêm thanh tịnh mới thỉnh pháp sư lên tòa thuyết pháp. Vì sao? Vì kinh pháp luôn được quý trọng, ai cung kính thì được phước, không nên khinh thường là mất phước lớn. Nghe vậy chư thiên đều xin vâng dạ, cởi áo trời quý giá chất thành tòa cao. Chỉ trong chốc lát, nơi chốn được trang nghiêm đẹp trẻ, thanh tịnh bậc nhất. Trường Hoan lên tòa nói với vua trời: Nay ta thuyết pháp chính là vì hai nhân duyên. Một, thuyết pháp để mở bày dẫn dắt hàng trời người được phước vô lượng. Hai, vì báo ân đã cho ăn, lẽ nào lại không nói pháp? Thì để thừa thoát khỏi diễn nguy nan để bảo toàn thân mạng, công báo đáp phải lớn lao. Tôn giả vì sao nói thuyết pháp để báo ân mà không được cập tới thân mạng? Vì sao? Vì tất cả hàng trời người ai nấy đều thích sống bình an, không muốn chết. Vì nhân duyên đó mà công lao bảo toàn thân mạng làm sao không lớn. Trường Hoan nói: Chứ sống thích hợp là đều tùy người. Có người ham sống, có người thích chết, tham sống. Là người đó sống trên thế gian ngu si tối tâm, không biết chết rồi đời sau sinh trở lại, trái Phật xa pháp, không gặp minh sư, sát sinh trộm cắp tà dâm, chỉ theo bản ác. Người như vậy là tham sống sợ chết. Người nào thích chết là người gặp được minh sư, phụng thờ tam bảo, cái ác tu thiện, hiếu dưỡng với cha mẹ, kính thờ sư trưởng, hòa thuận với vợ con, nô tỳ và quyến thuộc, khiêm nhường tôn trọng mọi người. Người như vậy ghét sống thích chết. Vì sao? Vì người thiện chết, phước ứng được sinh lên cõi trời thọ hưởng năm dục lạc. Còn người ác chết thì sẽ đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ. Người thiện thích chết như tù nhân thoát khỏi ngục, người ác sợ chết như kẻ tội bị bắt vào ngục. Vua trời hỏi: Như lời tôn giả dạy, bảo toàn thân mạng là không có công đức, không có công lao. Như vậy ngoài hai công đức là thí cho ăn, thí cho pháp đó ra, thì còn có công đức gì? Sư tôn giả hãy nói rõ để bông bày chỉ dẫn kẻ đối tâm. Trường Hoan nói: Bố thí thức ăn uống chỉ cứu mạng sống trong một ngày, bố thí các vật báu thì phước đức cứu giúp là trong một đời, nhưng tăng thêm sự sinh tử, bị trói buộc vào nhân duyên, thí pháp giáo hóa thì gọi là pháp thí, có thể khiến cho chúng sinh được đạt được đạo xuất thế gian. Đạo xuất thế gian còn có ba hạng: một là La Hán, hai là Bích Chi Phật, và ba là Phật Đạo. Người của ba thừa này đều do nghe pháp tu hành đúng với lời nói, là có các chúng sinh thoát khỏi ba đường ác, mở hưởng phước lạc nơi cõi trời người. Tất cả đều do nghe pháp. Cho nên Đức Phật dạy: Ai đem pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Vua trời nghe vậy thưa: Thân của thầy ngày nay là do nghiệp báo
hay là ứng hóa thân? Chôn Hoa trả lời, đó là tội theo nghiệp báo, chẳng phải là thân ứng hóa. Nghe vậy, vua trời bỗng nhiên sợ hãi, bi ai, nước mắt đầm đìa, liền tỏ lòng tôn kính tới với Chôn Hoa. Ý của tôi nói là Bồ Tát Thánh Nhân ứng hiện để cứu vật. Do nay chị mới nghe nói về tội theo nghiệp báo, chỉ biết nguyên do, xin hãy thương xót nơi bài nhân duyên. Chôn Hoa đáp, muốn nghe ư, tốt lắm, nay ta sẽ nói. Ta nhớ lại tuổi xưa sống ở thành vua Ba Đầu Ma, nước Ba La Nại, làm con trong gia đình nghèo, tên A-dật-đa, dòng sẽ đế lợi. Tuổi nhỏ rất thông minh, hiếu học. Đến năm 12 tuổi theo minh sư sống trong núi sâu, khổ cực, nhưng vẫn phụng thờ thầy. Xin anh nghiên cứu học tập tinh thần của thầy. Sớm tối ta luôn dạy bảo, không để phí một thời gian nào. Trải qua 50 năm, tất cả 96 thứ nào, kinh sách, lý luận, chế thuốc, chú thuật, xem tướng tốt xấu, tai ương, biến đổi, hòa phước, không gì mà không thấu đạt, tài cao, trí đức, danh tiếng đồn khắp phương xa. Bây giờ A-dật-đa ngầm suy nghĩ, được cứu độ ngày nay đều nhờ ơn dạy dỗ, hóa độ của hòa thượng ta, công ơn ấy khó báo đền. Nhà ta nghèo thiếu, không lấy gì để cúng dường, chỉ có bán thân để báo ơn thầy. Nghĩ vậy rồi liền quỳ bạch thầy. Bạch thầy, ngày nay đệ tử muốn tự đem bán thân để báo ơn thầy. Thầy nói, đạo sĩ sống trong núi xin ăn để sống, thật không có đói. Nay vì sao con hủy bỏ bản thân quý này để cúng dường thầy? Giờ đây con đã thành tựu được trí tuệ và biện tài, con phải chuyển hóa cho muôn dân trong cõi trời người, làm cho đèn chánh pháp được sáng suốt. Con đức giáo hóa ấy lẽ nào không đủ để báo ơn thầy chăng? Con không cần hành động nào khác. Lúc này A-dật-đa đã là người có trí, không trả lời thầy dạy, nên là trong núi sinh ăn để sống. Như vậy không bao lâu, vua Băng Hà, quần thần tụ hội bàn luận, ban lệnh cả cõi nước. Các học sĩ nổi tiếng đều triệu tập đầy đủ cùng nhau bàn luận, ai thắng sẽ được làm vua. Khi ấy A-dật-đa được mời tập hợp với 500 học sĩ khác, trong 7 ngày cùng nhau tiếp tục bàn luận, nhưng không có ai hơn mình. Quần thần hoan hỷ mời Bà La Môn bái lễ A-dật-đa lên ngôi vua. Bây giờ tới việc đã rồi, A-dật-đa vui buồn lẫn lộn suy nghĩ, nếu làm vua thì sợ bị kiêu căng ngạo mạn tham cầu để thỏa ý muốn, khiến muôn dân khổ sở, chứ bị đòi vào địa ngục tỏ khổ. Còn nếu không làm vua thì nhà khổ nghèo, không có bổng lộc, không lấy gì để cúng dường báo trọn ân của thầy. Nghĩ đi nghĩ lại, A-dật-đa phải chấp thuận làm vua để báo ơn thầy và nuôi cha mẹ. Suy nghĩ xong, A-dật-đa chịu nhận ngôi vị chức thức làm vua. Rồi A-dật-đa sẽ trung thần sửa soạn xe báu, cờ phướng lọn báu, hương hoa kỹ nhạc, trong món ăn uống, lên núi đón thầy đem về nước để cúng dường. Vua A-dật-đa xây riêng cung xá đầy đủ, nào phải báu khắc giảm nhiều kiểu, trang trí đủ cách, dùng chứa mình mùng, ăn uống thuốc thang, vườn cây hoa quả, có suối chảy ao tắm trang trí thích hợp đẹp đẽ để cúng dường thầy. Vua A-dật-đa cùng quần thần dân chúng phu nhân thề nữ trong nước ngày nay ngày ngày gần gũi thầy, tỏ mười phát thiện. Trôi qua 100 năm, bây giờ nơi biên giới có hai nước nhỏ, vua hai nước nhỏ ấy vô án thù, lập binh mã riêng đánh giết nhau. Trải qua đã nhiều năm không ai thắng. Một nước tên là An Đà La, một nước tên Ma La Bà Gia. Vua An Đà La cho mời các quần thần tụ tập cùng nhau bàn luận, phải làm thế nào để thắng được nước kia. Quần thần tâu, vua A-dật-đa xuất thân là kẻ hàng vi, tuy sống trong địa vị ngôi vua nhưng vẫn giữ ý hàng vi ngày cũ. Từ xưa đến nay vua phụng trì mười pháp thiện, không phạm ngoại sắc, tuy có cung nữ nhưng không nghĩ đến. Theo kế của thần, tìm kiếm trong nước bất cứ giàu nghèo, tuyển chọn các danh nữ đủ 100 người tuổi nhỏ đang tránh rất là bởi ý, cho trang sức hương hoa thơm khiết, rồi sai trung thần cho những vật báu và các thầy nữ đến dân cống vua. Nếu vua A-dật-đa nhận thì xin vua cho 100 vạn binh hùng mạnh để giúp đỡ đến nước Ma La Bà Đa Bà Gia, nếu không làm như vậy thì không diệt được bên kia. Liền theo kế của ông ta, các chánh đường già giặc báo tức khắc đã chuẩn bị xong, sai trung thần qua dân cống, được các kỹ nữ già nhiều cho báu. Vua A-dật-đa rất vui thích hỏi sứ giả, vua của ông dân cống cho ta những thứ tốt đẹp quý giá như vậy là mong muốn điều gì?
Sứ giả thưa, nước Ma La Bà Gia là do đại vương thống lãnh. Vua ấy ngoan cố không biết lễ nghĩa, dâm loạn vô đạo, không sửa chính sách quốc gia. Dân chúng bị khổ cực, nhìn vua ấy như oán thù. Chỉ xin đại vương cho 100 vạn binh giúp đỡ đến đánh. Lòng thành thật, dân cống chính là điều ấy. Vua A Dật Đa nói, hay lắm, hay lắm. Rồi vua chọn 100 vạn binh tinh nhuệ, dũng mãnh để giao cho sứ giả. Vua An Đà La tự chọn trong nước mình được 100 vạn người, đồng thời trợ chiến, đánh trống đến chính phạt. Trong 100 ngày chiến đấu ác liệt, người chết hơn một nửa mới thắng được nước kia. Vua nước Ma La Bà Gia cuối cùng bị chém, và tông tộc của vua cả mấy vạn người đều chết sạch. Từ khi được các mỹ nữ, vua A Dật Đa bị tình dục mê loạn, tâm quên mất tất cả chí nguyện xưa, bị chìm đắm trong dâm lạc, không lấy hoài đến chính sự quốc gia. Các quần thần cùng nhau làm loạn, con của lương dân bị bắt làm nô tỳ, gió mưa không đúng mùa, người đói khổ đầy đường, bị nước khác thù oán đến xâm chiếm. Vua A Dật Đa từ đó bị mất nước rồi chết. Sau khi chết phải đọa trong địa ngục, chịu khổ sở vô lượng. Nhờ đời trước học vấn, có trí tuệ nên biết thân bạn kiếp trước, tâm tự hối hận, cả ác tu thiện, trong chốc lát ở địa ngục qua đời, nó sinh vào cõi ngạ quỷ. Là nhớ lại thân mạng đời trước, liền hối hận những tội lỗi đã qua, tu niệm 10 thiện, ở nơi ngạ quỷ thời gian không lâu, rồi qua đời, sinh vào loại súc sinh, làm thân trồn hoang. Nhờ lực của trí tuệ lại biết thân mạng đời trước, cải xưa tu nay phụng trì 10 thiện, là giáo hóa cho các chúng sinh cùng hành 10 thiện. Vừa rồi gặp sư tử, lúc đó sợ hãi mà rớt trong chiến, tâm bừng mở, biết sắp chết, mong muốn được sinh lên khỏi trời, lìa khổ được vui. Các người cứ vớt ta lên là trái mất bản nguyện, vì vừa trải qua bao thứ đau khổ, không biết khi nào mới thoát khỏi. Cho nên ta nói, các người cứu mạng ta là không có công đức. Vua trời hỏi, tôn giả nói, người thiện muốn chết, việc đó không đúng. Vì sao? Vì thầy ở đáy giếng, nếu không thòng áo xuống, thì thầy lên không được, tự mình không thể sống. Nó được sống là do thầy nắm áo, cho nên biết rằng thầy muốn sống, vì sao nói là không ham sống. Trùng Hoang trả lời, sở dĩ ta nắm áo, chính là có 3 nhân duyên lớn. Một, nắm áo là vì không trái chí nguyện gốc của vua trời. Người làm trái với ý chí lời nguyện thì không đạt được kết quả, sẽ đưa đến đại khổ, đem khổ cho người, thì đời hiện tại sẽ ra chỗ nào cũng không đạt ý nguyện. Cầu gì cũng không toại, đi đâu cũng không gặp được gì, tự mình đi với tới khổ não, vì các nhân duyên đó chứ chẳng phải vì ham sống. Hai, nắm áo vì thấy ý của chư thiên muốn được nghe pháp. Vì chư thiên mà ta nêu giảng phát chánh pháp, không tiếc rẻ pháp. Nếu như lúc đó không nói thì ta là kẻ tiếc rẻ pháp. Tội tiếc rẻ pháp đời đời sinh ra bị đuôi mù, con ngọng, các căn bị bích lấp. Ở nơi biên địa ngu si không có trí. Dù sinh ra có đẹp lành, nhưng lòng vẫn ám độn, học tập không thành. Vì học không thành nên phải đến khổ não, vì các nhân đó chẳng phải vì ham sống. Giống như người nơi thế gian được nhờ đời trước bố thí tu thiện được phước đức, nay sinh làm người, nguyện gì được lấy của cả giàu có. Người nghe đến sinh lại tham lam cái kia không chịu đem cho. Quả báo tham lam kêu kiệt đọa, bị đọa trong cõi ngạ quỷ, luôn đến khác trần truồng không quần áo. Mùa đông lạnh rét thân thể bị xé, mùa nóng thì nóng bức không có chỗ mát mẻ để ẩn nấp. Khổ não như vậy trải qua mấy ngàn vạn năm, tội nơi ngạ quỷ hết là sinh vào loài súc sinh, ăn cỏ uống nước vô si không biết gì cả, hoặc ăn bùn đất dơ nhớt bất tịnh, vì tội tham keo kiệt mà thọ quả báo như thế. Tội tiết rẻ pháp cũng như vậy. 3. Nắm áo chính là để truyền tiếp thần thông biến hóa, làm lợi ích cho hàng trời người, khiến được mở bày tỏ ngộ, đó gọi là pháp thí công đức đó vô lượng, vì nhân đó chứ không phải vì muốn sống. Vua trời hỏi, công đức giáo hóa phước ấy ra sao? Xin tôn giả hãy nói cho. Trùng Hoang trả lời, giả nói về chánh pháp có thể làm cho chúng sinh biết chết, có sinh trở lại. Ai làm thiện được phước báo, làm ác chịu tai ương,
tu đạo được chứng đạo. Nhờ công đức ấy mà đời sau được trí tuệ sáng suốt, biết được thân bạn kiếp trước, nó sinh lên cõi trời làm thầy của chư thiên, nó sinh trong thế gian làm kim luân vương, thường lấy 10 thiện để giáo hóa ứng thiên hạ, nếu làm vua thì lãnh chánh pháp để trị, thường biết túc mạng. Vì biết túc mạng nên tâm không buông lung, mọi người tôn kính, hưởng năm thứ dục lạc. Có nhiều ma vương đến cản trở phá hoại, làm cho tâm ý người đó mê hoặc, gây ra các nghiệp ác. Dù bất hạnh, nhưng khi thọc áo ác, nhờ lực của trí tuệ đã mau thoát được khổ, sẽ lên cõi trời hưởng phúc lạc. Có trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng dần dần, thành tựu hạnh Bồ Tát, đạt được pháp nhẫn vô sinh. Cho nên Đức Phật dạy có đức giáo hóa, phước ấy là vô lượng. Vua trời vui mừng nói: hay thay theo lời con giả dạy cho thiên chúng con hôm nay mới biết tướng sai khác về nhân duyên của công đức nơi tài thí pháp thí. Tài thí giống như cây đèn một tấc sáng trong phòng nhỏ, còn pháp thí giống như ánh sáng của mặt trời chiếu sáng khắp bốn thiên hạ, đến chỗ nào cũng từ bỏ sự tối tăm, vì sơ tánh của mặt trời vốn sáng, cho nên có thể chiếu soi mọi vật. Hòa thượng nay cũng như vậy, chỉ muốn tu tập được trí tuệ sáng suốt, rồi đem trí tuệ ấy trừ diệt các tối tâm của chúng sinh. Khi vua trời nói như vậy xong, tám vạn chúng trời đều đứng dậy sửa lại y phục và dạ chắp tay thưa: xin tôn giả rủ lòng thương xót ra cho pháp 10 thiện để được nhiều lợi ích, đem lợi lạc an vui cho chúng sinh, cũng khiến cho công đức của hòa thượng được tăng trưởng. Trường Hoang nói: hay lắm, là đúng thời. Rồi Trường Hoang nói với vua trời: các thức thọ giới trước tiên phải sám hối thanh lọc thân khẩu ý. Thân nghiệp là gì? Là sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu nghiệp là gì? Là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác và nói lời theo dệt. Ý nghiệp là gì? Là canh ghét, sân giận, kiêu mạn và tà kiến. Mà việc cấm ấy cấm thân khẩu ý không phạm các việc ác gọi là 10 thiện. Còn như buông thả thân khẩu ý gây ra các nghiệp ác, đó là gọi là 10 ác. Một lòng chí thành sám hối để tiêu trừ 10 ác, do 10 ác tiêu diệt cho nên thân khẩu ý được thanh tịnh. Vì ba nghiệp thanh tịnh nên gọi là 10 thiện. Vua trời hỏi: công đức của 10 thiện báo như thế nào? Trùng Hoang đáp: ta từng nghe Đức Phật nói, người hành 10 thiện được quả báo sẽ lên 6 tầng trời cõi dục, có con điện bãi báu từ tại thọ hưởng năm dục, có 100 vị ngon vật lạ sống lâu vô lượng, cha mẹ vợ con lục thân quyến thuộc đẹp đẽ trong sạch, hoan hỷ thọ lạc. Giả sử chư thiên giữ đủ 10 thiện, khi phước trời đã hết thì sinh trở lại trong cõi trời, phước báo thù thắng hơn quả báo 10 thiện nơi cõi người. Vì sao người đời tu 10 thiện đạo đối với ba giới thuộc tâm đạo khó có thể hộ trì được? Giới không sân đầu tiên có phải cần phương tiện để hành trì lòng từ bi, sau đó mới có thể thành tựu giới không sân. Người đời tu hành lòng từ khó được lâu, giống như lấy dao chém nước, ngay lúc chém thì nước tức thì liền lại. Vì giới không sân cũng là như vậy, giới ganh ghét thì nổi lên có lúc. Thế nào gọi là có lúc? Nghĩa là thấy người khác được lợi lộc, thấy người khác an lạc, thấy người khác đẹp đẽ, thấy người khác mạnh mẽ, thấy người khác thông minh. Vì thế nên biết tâm ganh ghét phát khởi có lúc, tâm kiêu mạn cũng khởi lên có lúc. Thấy người ngu si thì tâm sinh kiêu mạn, thấy người xấu xí, thấy người dơ giấy, thấy người nghèo khổ. Với những người đuôi điếc quẹt hoặc các căn không đủ, dân mọi cỡ tâm kiêu mạn, khi thấy mới giấy khởi. Thế nên biết giới không kiêu mạn phát khởi có lúc, cho nên người đời tâm giới khó giữ. Dù cố gắng giữ nhưng được đó rồi vẫn mất này, nơi người thế gian được quả báo nơi 10 thiện, dù hưởng phước trời nhưng không bằng có đức nơi 10 thiện của chư thiên. Thần lực ánh sáng hưởng lợi và tướng tốt oai nghiêm bậc nhất, biết được sự việc đời trước tất cả chư thiên đều như vậy, cho nên biết rằng quả báo của chư thiên tu hành 10 thiện vượt hơn người ở thế gian. Vua trời thưa: như tôn giả đã nói, con người hành 10 thiện ba giới thuộc tâm đạo khó mà hộ trì. Cõi trời cũng thế, cũng có các tâm ganh ghét, sân giận, kiêu mạn, tà kiến. Vì sao tôn giả nói phước báo của cõi trời hơn hẳn nơi con người? Trường Hoang nói: cõi trời tôi có như thế, nhưng vẫn khác với cõi người. Vì sao? Vì phước đức của cõi trời khổ ít vui nhiều, tâm phiền não nhẹ. Người đời thì phước mỏng, vui ít mà khổ nhiều, tâm phiền não nặng nề. Vua trời thưa: xưa nay chư thiên quen theo vui sướng, tâm thô tháo giống như khỉ vườn, nay giữ 10 thiện sao quên mất. Vậy khi phạm như vậy thì phải làm thế nào? Trường Hoang trả lời: ta từng nghe thầy dạy, người hành 10 thiện nếu có phạm lỗi lầm gây ra nghiệp ác,
Thế nên đến chỗ bậc hiền minh có phước đức, tùy theo tội phạm mà có lùa sám hối, nghe theo lời dạy của vị ấy. Làm được như vậy thì không mất giới. Vì sao? Vì nơi giới nơi mười thiện, giống như cây lúa mạ, phiền não như cỏ, cỏ với lúa mạ làm cản trở nhau. Vì muốn mạ lớn thì phải trừ bỏ cỏ xấu, vì lúa mạ sạch sẽ nên thu hoạch được nhiều, nhưng thu hoạch được nhiều nên không đói khổ. Bây giờ vua trời và tám vạn chúng trời nghe như vậy rất vui mừng, không còn ưu lo phước hết bị chết, chịu quả báo trong cõi ác. Các vị lại suy nghĩ, công đức hành thiện tôi không có quả báo, nhưng có sinh tử, không tránh khỏi vô thường. Kể cả thiên vương theo hóa tự tài, thấy người tu phước thì tâm sinh ganh tạo các chướng nạn, quên mất nẻo thiện, gây ra các nghiệp ác, do tạo nghiệp ác nên bị quả báo. Vua trời lại thưa, nhờ tôi công đức gì mà được không chết, không bị ma dương quấy nhiễu? Chủ hoa trả lời, ta từng nghe Đức Phật nói, người nào phát tâm Bồ Đề, tu hạnh của Bồ Tát thì ma dương không thể nào phá hoại được, vì tâm không bê hoặc mà đời đời sinh ra được trí tuệ sáng suốt. Nhờ có trí tuệ sáng suốt nên biết được thân mạng kiếp trước, nhận biết thân mạng kiếp trước nên không tạo nghiệp ác. Nhờ tâm thanh tịnh nên được pháp nhẫn vô sanh, nhờ đắc pháp nhẫn vô sanh nên đối với đạo không thối chuyển, sẽ liền sinh tử ưu não khổ hạn. Vua trời thưa, tôi đạo Bồ Tát nên hành pháp gì? Trùng Hoan nói, tôi thường nghe Phật dạy, người cầu Phật đạo xuất gia xuất phát từ ban đầu, trước tiên phải học rộng về nhân duyên của các pháp, vì hiểu rõ các nhân duyên mà sinh lòng tính kiên cố, nhờ tính căn vững chắc mà khởi tinh tấn, nên sức mạnh của tinh tấn nên không tạo tất cả nhân duyên của người bác, làm cho tâm thuần thiện, nhờ tâm không buông lung nên trí tuệ được thành tựu, nhờ dự lực nơi trí tuệ mà thôi giữ hết thảy 37 phẩm đạo trời đạo Bồ Đề. Vua trời hỏi, như đời tôn giả dạy về 37 phẩm trời đạo, nghĩa của chúng sâu rộng, không phải kẻ thô cạn có thể hiểu được, vậy làm sao đi vào hành tu đạo Bồ Tát? Chồn Hoan nói, ta từng nghe Đức Phật dạy, người tu đạo Bồ Tát trước tiên phải dùng phương tiện để thuyết phục các căn. Phương tiện là gì? Là sáu pháp ba la mật bốn tâm vô lượng, đó gọi là phương tiện để thuyết phục các căn. Vua trời hỏi, ý nghĩa của sáu pháp ba la mật là gì? Sư tôn giả dạy cho. Chồn Hoan nói, sáu pháp ba la mật là: một, bố thí để phá trừ các tham lam kiến kỵ không còn; hai, giữ điều thiện không làm điều ác; ba, gặp việc ác tâm nhẫn chịu không ôm lòng trả thù; bốn, tinh tấn tu hành đạo nghiệp không biến trễ thoái lui; năm, thâu giữ tâm mình không có tà niệm; sáu, tu tập trí tuệ được chiếu sáng để diệt trừ phiền não cho mình, tối tâm chướng ngại. Nhờ sức mạnh của sáu pháp ba la mật này để điều phục các căn, là có bốn pháp để điều phục các căn: một, tâm từ; hai, tâm bi; ba, tâm hỷ; bốn, tâm xả. Đó là bốn việc còn gọi là bốn tâm vô lượng. Vua trời hỏi, hành tự là thế nào? Chồn Hoan nói, nếu thấy người bị khổ ách nên xin lòng thương xót để cứu độ, khiến cho họ được an vui. Sao gọi là bi? Là thấy các chúng sinh bị do vô minh tham ái mà tạo ra nghiệp sinh tử, chịu khổ trong năm đường, tự mình không thể thoát được. Cho nên ta nay không biến nhát mà siêng năng tinh tấn tu tập trí tuệ mau thành Phật đạo, chứng được Phật đạo rồi, ta dùng trí tuệ sáng suốt để chiếu rọi, diệt trừ cho mình tâm tối cho chúng sinh, khiến họ thấy được ánh sáng rực rỡ, thoát khỏi các dây khổ. Tôi chưa thành Phật nhưng phàm làm ra nghiệp thiện gì đều hồi hướng cho chúng sinh, khiến họ đều được an lạc. Chúng sinh có tội, ta sẽ chịu thay thế họ, đó gọi là tâm bi. Sao gọi là hỷ? Nếu thấy người đời tu hành nghiệp thiện đều cầu quả nơi ba thừa, thì khuyến khích, trợ duyên và tùy hỷ. Thấy người được an vui, tâm mình cũng tùy hỷ. Thấy người xinh đẹp, thấy người mạnh mẽ, thấy người giàu sang, thấy người có trí tuệ, thấy người có tâm từ, thấy người hiếu thuận. Nói chung tất cả người thiện nào cũng phải khuyến khích giúp đỡ tùy hỷ, đó là tâm hỷ. Sao gọi là tâm xả? Phàm làm được việc gì, tất cả công đức đều hoan, đều ban ơn cho người, không bao đền trả, không trong con điều đền trả, đó là xả. Thành tựu được bốn việc trên gọi là bốn tâm vô lượng. Vì chúng sinh vô lượng nên tâm từ cũng vô lượng, vì chúng sinh vô lượng nên tâm bi cũng vô lượng, vì chúng sinh vô lượng nên tâm hỷ cũng vô lượng, vì chúng sinh vô lượng nên tâm xả cũng vô lượng. Do đấy gọi là bốn tâm vô lượng. Tiếp với sáu độ trước gọi là mười pháp ba la mật. Mười pháp ba la mật bao trùm tất cả hạnh của đạo Bồ Tát. Bây giờ Thiền Đại Thích nghe Chồn Hoan nói về nhân duyên công đức của mười pháp hạnh thiện.
Lại nghe nghĩa nơi nhân duyên của Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, lấy si liền được tháo mở, vui mừng sung sướng, động cả toàn thân. Thế rồi vua trời cùng tán dạng chúng trời, tùy tụng ứng giải của cánh chấp tay thương. Hôm nay đệ tử cùng tán vạn chúng trời rộng đồng một lòng phát tâm Bồ Đề. Như Hòa Thượng đã nói về đạo hành đạo Bồ Tát, đệ tử xin phụng trì, cũng xin Hòa Thượng tùy ấn chứng. Tròn Hoan nói, nên biết đúng thời, như vậy đã đúng với ý nguyện của xưa của các ngươi đã trong mong. Vua trời thưa, Hòa Thượng ăn uống pháp dùng như thế nào, cuối sinh được dạy giáo đã cúng dường. Tròn Hoan đáp, thức ăn không giống như người thế gian. Vì sao? Vì nhân duyên của nghiệp tội nên vật dụng để ăn uống rất là câu ế, thân hình tờ súc sinh, chứ không khác gì ngạ quỷ. Các ngươi không cần hỏi về vật dụng ăn uống của ta. Vua trời thưa, Hòa Thượng ăn uống ngon cũng nên chỉ vẽ, dở cũng phải nói ra, để đệ tử theo đó mà làm những món thích hợp cúng dường. Chùa Hoan đáp, ta thường ăn phân của sư tử, hổ lang và xương cốt người chết ở nơi Gò Mã. Áo rách da nát cũng không được ăn. Những thức ăn như vậy, nhưng gặp lúc đói khát bức bách cũng phải ăn bùn đất. Quả báo của ta khổ từ sinh đến chết. Dù ăn đồ bất tịnh nhưng cũng không được no đủ. Khế chư thiên đế thích và chư thiên nghe tướng ăn uống của Trùng Hoang buồn bã thương xót khóc lóc. Thưa với Trùng Hoang, ý của đệ tử muốn biết thầy bày cúng dường. Như lời thầy dạy thì những ý nguyện của đệ tử không thành, không biết làm sao. Nay trở lại thiên cung, đệ tử phải làm cách nào để báo ân nặng của thầy? Giải Can nói, hôm nay các ngươi theo ta nghe pháp, hãy trở về thiên cung, lần lượt giáo hóa để khai ngộ cho chư thiên. Bất cứ nam nữ cho đến một người, khiến họ tin thọ và làm như vậy, không những báo ân ta mà còn báo ân tất cả chư Phật, tùy theo sự thích nghi mà giáo hóa để làm tăng trưởng công đức cho chư thiên. Huống gì là để giáo hóa khai ngộ cho nhiều người, công đức ấy là vô lượng. Chư thiên nghe vậy liền đứng dậy thưa, đệ tử chúng con nay trở về thiên cung, chỉ biết khi nào Hòa Thượng xả thân tòa báo này để sẽ lên cõi trời được gặp nhau. Chùa Hoàng đáp, thời gian còn 7 ngày nữa ta sẽ xả thân tội khổ này, sẽ lên cõi trời độ xuất. Các ngươi có thể nguyện sinh vào cõi trời ấy. Vì sao? Vì nơi cõi trời độ xuất có rất nhiều Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa, vì chư thiên mà chúc cầu Phật đạo. Vua trời thưa, như lời tôn giả dạy, quý thuộc của đệ tử ở cõi trời đau lợi phước hết, qua đời được đều được sinh vào cõi trời độ xuất ấy, thầy trò cùng gặp nhau để phụng trì giáo pháp giống như ngày nay. Nói xong, đó tới cùng chúng trời dùng hoa hương trời tung trả lên chỗ Trùng Hoang rồi để biệt ra đi. Chư thiên đi rồi, Trùng Hoang không rời chỗ cũ, nhất tâm chuyên niệm về pháp 10 hạnh thiện, không đi kiếm ăn. Sau 7 ngày liền qua đời, sinh lên cõi trời đau xuất làm con của thiên vương. Lại biết thân mạng kiếp trước lại dùng pháp 10 thiện giáo hóa chư thiên. Đức Phật nói với vua, Trùng Hoang khi ấy chính là thân ta, còn thì Đế Thích nay là con dễ sinh lập Phật. A Nhật Đa khi ấy là đại sư giáo hóa giáo thọ. Ưu Ba Đạt chính là Di Lặc. Tám vạn chư thiên nay là 8 vạn Bồ Tát đạt quả vị không thấy chuyện nơi cõi của cõi Ta Bà. Đức Phật nói, đại vương, nhớ lại về thời xa xưa, lúc mới phát tâm tu hành Bồ Đề cho đến chứng được vô sinh, trong thời gian ấy thường cùng với Di Lặc sẽ lại Phật, vì cầu pháp mà luôn siêng năng, không nghĩ đến thân mạng, tìm kiếm minh sư để gần gũi phụng trì, nghiên cứu tinh tấn học hỏi nên thành tựu được trí tuệ. Nhờ dụ lực của trí tuệ nên trong năm đường sinh vào nơi chỗ nào cũng giáo hóa được thành tựu, khiến cho vô lượng chúng sinh vượt qua biển khổ đến nay mới được thành Phật, đều do phương tiện nơi trí tuệ bát nhã đoạn trừ tất cả nhân duyên ràng buộc, chứ đắc đạo quả đặng chánh giác, là dùng trí tuệ giáo hóa chúng sinh trong cõi Ta Bà, vượt qua khổ của ba cõi. Cho nên ta nói trí tuệ bát nhã có 4 danh nghĩa. Bây giờ Vua Ba Tư Nặc và các quyến thuộc nghe Phật nói vậy, tâm ý khai mở, cũng đứng dậy làm lễ, vui mừng sung sướng đứng qua một bên chắp tay thưa, bạch Thế Tôn, chúng con này đến gặp Thế Tôn thật là sung sướng, được lợi ích hoàn toàn, được nghe thuyết pháp không còn biết mệt mỏi biết trễ. Vì sao? Vì trước đây Thế Tôn nói về 4 pháp chân đế, 12 nhân duyên, đạo xuất thế gian, mà chúng con thì tâm ám độn mà mình không hiểu được. Vì không hiểu nên thân thể mệt mỏi, ngày nay được nghe Thế Tôn nói về pháp của hạnh Bồ Tát, tuy chưa hiểu được hoàn toàn nhưng tâm rất ưa thích,
khao khát muốn được nghe, không nhàm chán. Đệ tử này muốn phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót chấp thuận để chỉ dạy các pháp Ba La Mật mà Bồ Tát thực hành, chúng con cũng sẽ thực hành theo Ngài dạy. Đức Phật nói: Đại Vương, pháp của hạnh Bồ Tát như trên đã nói về thân, khẩu, ý, nghiệp, hành của 10 thiền đạo, 10 pháp Ba La Mật, thân thâu tóm chung tất cả pháp trợ đạo. Đại Vương hãy nên thực hành. Vua nói như lời Thế Tôn dạy, pháp của hành pháp 10 thiền, 3 pháp thuộc tâm, khó có thể hộ trì. Như vậy, thọ như thế nào để không rơi mất? Đức Phật nói: Đại Vương, tâm của người thế gian thô tháo giống như khỉ vượn bị gió phiền não làm lay động. Cho nên ai muốn hành đạo 10 thiện thì không nên chậm trễ. Muốn thu 10 thiện phải giới hạn nơi 3 thời. Một, từ sáng sớm đến khi ăn gọi là thượng thời. Hai, quá bữa ăn một chút xíu gọi là trung thời. Và ba là khi đi bộ 100 bước gọi là hạ thời. Thọ pháp 10 thiện tùy theo khả năng của mình. Ở trong mỗi một thời phải giữ gìn ý của mình, kiên trì 3 giới, không để cho thiếu mất. Đó gọi là tu hành 10 thiện. Vua hỏi như Thế Tôn dạy trong 3 thời gian hành giả giữ 10 thiện theo công đức công ấy rất nhỏ, làm sao sanh phúc được? Đức Phật nói: Người tu 10 thiện thời gian tuy ngắn nhưng công đức tạo phước báo rất nhiều. Vì sao? Vì 3 giới thuộc tâm khó giữ gìn, tuy giữ trong thời gian ngắn nhưng quả báo là vô lượng. Giống như có người cất chứa củi cỏ cả 100 năm rồi lấy lửa đốt đi, chỉ trong chốc lát thì củi đều cháy sạch. Thế nên biết, tuy thua 10 thiện trong khoảnh khắc có thể diệt trừ vô lượng tội nặng của nghiệp ác, là như dùi lửa, gia công siêng năng dụng lực thì chỉ trong chốc lát được lửa. Năng lực của lửa có thể thiêu đốt cây cỏ núi rừng trong thiên hạ, đến khi nào trụi sạch mới tắt. Đại Vương nên biết, người tu 10 thiện cũng như vậy, có lúc trong chốc lát nhưng có thể tiêu diệt cho lượng tội nặng của nghiệp ác, có thể khiến cho hành giả sinh khởi móng Bồ Đề. Vì mầm móng thành được phát triển dần dần đến khi thành tựu quả Phật. Nghe xong, Du Liệt đứng dậy làm lễ, rất vui vẻ hân hoan chưa bao giờ có. Vì bạch Thế Tôn, hôm nay đệ tử được thiện lợi lớn. Vì sao? Vì nghe Thế Tôn thuyết giảng về nhân duyên công đức của việc tu tập đạo 10 thiện, khiến cho chúng sinh phát khởi mầm móng Bồ Đề, nên đệ tử lập chí vui thích Bồ Đề. Đệ tử sẽ cố gắng tu hành, tâm không thoái lui. Khi Đức Phật giảng nói xong, vua và quần thần, quan viên, hậu cung, phu nhân, tùy tùng cùng 4.000 đệ tử rồi đồng quỷ thần người và không phải người cùng hơn 5.000 người đều phát tâm cầu đạt đạo quả vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ Vua Ba Tư Nặc cùng đại phu nhân khi ra vào lui tới thượng sẽ 4 người là Phiến Đề La. Phiến Đề La hán dịch là thạch nữ, vì không có nam căn, nữ căn nên gọi là thạch nữ, có sức mạnh hơn người khiên kiệu hồng hoàng hậu. Xe kiệu của hoàng hậu đi làm bằng bảy báu, lưu lại nghỉ bên ngoài tinh xá kỳ hoàng, rồi ra lệnh các quan thái giám bảo vệ. Thái giám chuyển lệnh cho 4 Phiến Đề La giữ kiệu của phu nhân. Hoàng hậu đích thân đến bên Đức Phật nghe pháp. Đám Phiến Đề La đều ở dưới kiệu xe ngủ say không hay biết. Khi ấy có tên hung ác ăn cắp ngọc báu mang đi trong xe của phu nhân. Lúc này qua thái giám ra xem xét kiệu nhưng không thấy ngọc báu, liền hoảng kinh. Sau phu nhân quả trách, thái giám hỏi thạch nữ: Sai các ngươi giữ kiệu, vì sao lấy trộm cho báu? Thạch nữ trả lời: Chúng tôi thật không trộm cắp. Thái giám nổi giận lấy roi đánh thạch nữ túi bụi đau tận tới xương. Lúc này có một thạch nữ thì biết mình không trộm cắp mà lại bị đánh đập, liền chạy trốn rồi chạy vào tinh xá cơ quan. Chúng ngồi nghe vậy không ai biết vì sao. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Ông hãy ra ngoài chỗ quan thái giám, bảo họ đừng đánh người vô tội. Vì sao? Vì 4 thạch nữ ấy chính là thầy đời trước của hoàng hậu, chính họ không có tội lỗi. Vì sao lại đánh đập họ để tự tạo nhân duyên cho nghiệp ác đời sau? Nghe vậy, hoàng hậu liền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật, bạch Thế Tôn: Như lời Thế Tôn nói, 4 thạch nữ khiên kiệu chính là thầy đời trước của hoàng hậu, tâm còn mê muội không hiểu. Cuối xin Thế Tôn hãy nói về nhân duyên ấy để cho đại chúng được nghe biết. Đức Phật bảo hoàng hậu: Hãy các thạch nữ đến trước chỗ Thế Tôn để nghiệm hư thật ra sao. Hoàng hậu phụng mệnh liền sai thái giám ra dẫn thạch nữ đến. 4 thạch nữ tới nơi thấy Đức Phật liền cúi đầu khóc lóc quỳ xuống chắp tay thương.
Bà Thế Tôn, chúng con thật tình không trộm cắp châu báu. Vì nhân duyên gì mà vì tội này phải chịu đánh đập đau đớn khi thân thể như tan nát? Đức Thế Tôn bảo: Nhân duyên của nghiệp tội do tự thân tạo ra, không phải do cha mẹ làm, cũng chẳng phải từ trên trời rớt xuống. Người làm thiện ác thì tự mình chịu quả báo khổ hay vui, giống như tiếng vang vọng lại. Hiện tại tháng nội dưỡng tâm làm theo việc tà bậy vô định, không biết rằng phải chịu khổ muôn kiếp về sau. Ác từ tâm sinh ra trở lại làm hại chính mình, giống như sắc sinh rỉ làm tiêu hủy hình thể của sắc. Chứ lại chấp tay bạch Phật: Thế Tôn, nói pháp trước sau đều có nhân duyên. Bốn thập nữ ngày nay đời trước vốn có nhân duyên gì? Xin Phật hãy nói để khai ngộ cho kẻ đuôi mù được nhiều lợi ích, mọi người được mong nhờ. Đức Phật bảo vua: Các vị muốn nghe tốt lắm, hãy thâu giữ tâm lắng nghe cho kỹ. Như Lai này sẽ nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.